Một tuần nó cực kỳ biến động và có rất là nhiều chuyện để mà nói. Sau bao nhiêu lần cố gắng của Bitcoin mà để phục hồi á, thì bây giờ lại tiếp tục sập, và nó thậm chí là sập về mức đáy mới trong cái năm 2022 này. Và mình nghĩ là chắc các bạn cũng có thể biết được cái nguyên nhân nó xuất phát từ sự sụp đổ đế chế FTX của một cái người có biệt danh là Sam Swan. Mọi chuyện bắt đầu từ cái thông tin rò rỉ bản cân đối kế toán cho thấy là cái công ty Alameda của Sam á, đã phần lớn, đại đa số là nắm giữ những cái tài sản kém thanh khoản và cầm rất là ít phần cash. Đỉnh điểm cao trào là khi CZ chuyển 23 triệu đồng FTT này, nó có cái giá trị khoảng thời điểm đó là 500 triệu đô lên trên sàn Binance để mà bán. Có rất là nhiều những giả thuyết xoay quanh về cái vấn đề là CZ là người đã chủ mưu lên một kế hoạch rất là kỳ công để mà lật đổ cái đế chế của Sam. Trong video này thì mình sẽ nói về những khía cạnh trên, và đặc biệt á, là sau cái lần này chúng ta lại rút ra được những bài học gì. Vì mình thấy á, là mặc dù cái bài học về Luna nó vẫn còn đó, nhưng rất là nhiều người họ lại tiếp tục mắc phải sai lầm đối với lại FTT. Nói thiệt với các bạn là cái video này mình đã chuẩn bị từ hồi đầu tuần á, nhưng mà vì cái diễn biến nó diễn ra nó khá là nhanh và nhiều cái sự thay đổi rất là chóng mặt, nên là mình tới bây giờ mình mới làm được video thay vì là như thứ năm mà mình đã hứa ở trên Twitter. Thôi bây giờ mình sẽ vào vấn đề chính luôn nha. Mình sẽ nói nhanh qua về cái nguyên nhân và bản chất vấn đề tại sao mà cái đế chế nó lên tới tỷ đô mà lại có thể sụp đổ nhanh như vậy. Mọi chuyện thì nó bắt đầu từ cái lúc rò rỉ thông tin về tài sản mà Alameda Research nắm giữ. Theo CoinDesk tiết lộ thì phần lớn, đại đa số trong đó là những tài sản kém thanh khoản, gồm 5.8 tỷ đô là FTT và 1.2 tỷ đô là đồng Sol. Phần còn lại là những cái token khác và những cái tài sản chứng khoán. Có một điều đặc biệt là một công ty tỷ đô và làm cho một cái lĩnh vực tài chính, nhưng cái số lượng cash mà cái công ty Alameda Research này nắm giữ nó chỉ vỏn vẹn là 137 triệu đô. Vậy thì cái điều này nó đặc biệt đáng lo ngại ở chỗ nào? Như các bạn có thể thấy thì phần lớn những tài sản của Alameda Research á, nắm giữ đều là những cái tài sản nó mang tính là high risk, nó rủi ro rất là cao. Và phần lớn á, nó lại được đem đi thế chấp để vay. Vậy với phần cash nhỏ nho như vậy cộng thêm đại đa số những tài sản, đặc biệt là FTT, đem đi thế chấp để vay á, vậy thì cái câu hỏi đặt ra của thị trường ở đây á, đó là làm sao mà Sam có đủ sức để mà chống đỡ cũng như là trả được cái khoản vay nếu như trong cái trường hợp thị trường rơi vào tình huống xấu nhất, và cái kết quả là Sam không có đủ khả năng chống đỡ thật. Bản chất của cái sự sụp đổ là như vậy, nhưng mà cái người châm ngòi cho cái sự đổ vỡ này á, đó là CZ. Sau khi mà nhiều người họ phát hiện ra có 23 triệu FTT chuyển lên sàn Binance, tại thời điểm đó thì nó có trị giá khoảng là 500 triệu đô. Vậy thì quay trở lại cái vấn đề ban đầu mà thị trường họ quan ngại á, là với 134 triệu đô của Sam cộng thêm khi mà check on-chain người ta thấy được là có khoảng tầm 300 triệu đô là stablecoin, thì làm sao có thể đỡ được cái lượng 500 triệu đô vừa rồi cộng thêm cái sự panic sell từ thị trường nữa. Sau khi mà mình nói cái câu này ở trong một cái bài phân tích vào những cái thời điểm đầu của sự việc á, thì có rất là nhiều người đã chửi mình xem lại Sam là ai đi đã rồi hãy so sánh với lại Dogecoin. Tới Sam mà lại không có nổi 500 triệu đô à, rồi nói này nói kia nói rất là nhiều. Mình thấy những bạn này họ đang rơi vào cái tâm lý đám đông mà mình đã từng chia sẻ ở trong cái video này. Đó là cái sự kỳ vọng nó đang tác động rất là lớn đối với cái quyết định và cái suy nghĩ của họ. Ở đây bạn đang nhìn vào Sam là một cái người có rất là nhiều tiền, rất là giỏi, và thậm chí là có rất là nhiều những cái mối quan hệ và quyền lực ở xung quanh. Nên cái việc FTT nó đổ vỡ, nó sụp đổ là rất là khó. Thậm chí một số người còn khẳng định luôn là nó không thể nào chết được. Trở lại một trong số những câu hỏi nãy là tới Sam mà lại không đủ khả năng là có được 500 triệu đô à. Thực ra không phải ý mình là như vậy. Thực ra như bạn nhìn vào cái bản cân đối kế toán của Alameda Research á, thì phần lớn những cái tài sản của họ đang nắm giữ là những cái tài sản crypto và một số là những tài sản chứng khoán. Trong khi đó là báo cáo cho thấy là chỉ có khoảng 134 triệu đô là đang cầm tiền mặt, tức là có thể coi là stablecoin đó. Vậy thì để có tiền thì buộc Sam phải bán bớt những cái tài sản của họ. Nhưng cái điều đặc biệt quan trọng ở đây á, là những tài sản đó phần lớn đều là những tài sản kém thanh khoản. Hôm bữa trong cái lúc đi ăn với mấy anh em trong công ty ấy, thì mình có đặt ra một cái vấn đề là nhiều người họ đang nhìn vào FTX là có rất nhiều những cái thế lực đứng đằng sau, điển hình như là BlackRock ở trong thị trường truyền thống. Vậy thì nếu như Sam muốn có tiền, muốn có cash, thì Sam liệu có chia nhỏ cổ phần của mình ra bán bớt cho thế lực bên đó hay không? Rồi nếu như mà Sam quyết định như vậy thì liệu những cái thế lực như là BlackRock chẳng hạn, họ có tiếp tục đồng ý rót tiền vào FTX hay không, hay là họ đứng im một chỗ, họ chấp nhận
nhìn cái khoản đầu tư của mình trở về không. Và thực ra thì Sam cũng đã làm như vậy, và nó cũng đúng như cái hướng mình nghĩ là không có một ai dám rót tiền vào FTX ở cái thời điểm này. Và cuối cùng như bạn cũng có thể thấy, mọi chuyện nó đã cuốn theo một cái chiều hướng rất là tiêu cực đối với cả cái thị trường crypto này luôn, chứ không hẳn là chỉ riêng gì FTT. Và do những cái tài sản của Sam là đều là những cái tài khoản kém thanh khoản, nên cái việc mà Sam thoái vốn hết những cái tài sản đó nó gần như là không thể. Ok, bản chất của cái sự sụp đổ lần này á, nó là như vậy. Thì mình mong là những bạn mới không theo dõi nhiều thị trường á, thì có thể nắm được và hiểu rõ cái sự việc này ha. Giờ mình sẽ đi vào một cái khía cạnh khác mà mình thấy rất là nhiều họ đang quan tâm, đó là liệu CZ có phải là người đứng sau tất cả mọi chuyện hay không. Đầu tiên, một cái điều mà mình nghĩ ai cũng có thể thấy, đó là CZ là chủ của sàn Binance, một cái sàn giao dịch lớn nhất thị trường này, và Sam là chủ của sàn giao dịch FTX, có thể coi là một đối thủ lớn nhất của CZ. Nên chắc ai cũng ngầm hiểu Sam là một cái đối thủ lớn đối với CZ, mặc dù là CZ luôn luôn khẳng định là muốn cùng Sam đồng hành và phát triển ở trong thị trường này. Nói tới đây thì nó lại liên quan tới cái vấn đề về cách mà CZ bán FTT. Nếu như muốn nói là cùng Sam để đi lên á, thì tại sao lại không bán dưới cái hình thức là OTC, thỏa thuận với FTX để deal một cái mức giá mà hai bên có thể chấp nhận được để bán mà không có gây ra một cái price impact ở trên thị trường này. Nguyên nhân thứ nhất có thể là vì CZ đã nắm được cái năng lực tài chính của Sam hiện tại không đủ khả năng để mà mua được, cover được cái lượng 500 triệu đô, tương ứng là 23 triệu đồng FTT thời điểm đó. Học nguyên nhân thứ hai, đây là thời điểm mà CZ cho là thích hợp và chín mùi cơ hội để làm cái giọt nước tràn ly. Các bạn biết không, khi mà cái thời điểm CZ khẳng định là cái số 23 triệu FTT tương ứng với lại 500 triệu đô là của CZ, và CZ muốn thanh khoản hết, muốn bán hết cái số lượng này, thì mình nghĩ đây có thể là một cái đòn chí mạng đối với lại Sam đến một cách rất là bất ngờ. Rõ ràng một điều loại bỏ Sam khỏi cái đường đua trong thị trường crypto này là một cái cách để mà CZ và Binance có được một cái vị trí vững và phát triển tốt ở trong tương lai, đúng không? Nhưng mà nếu như mà loại bỏ Sam một cách như vậy á, gây ra thiệt hại cho người dùng, thì đó lại có thể là một con dao hai lưỡi dành cho CZ, bởi vì nó tạo ra một cái nhìn xấu đối với thị trường truyền thống và những cái chính phủ khác họ dòm ngó và khắt khe hơn đối với thị trường crypto này. Nên CZ mới quyết định là thẩm định FTX để xem xét tới cái việc là mua lại, acquire lại cái sàn FTX này. Nhưng có thể là do có một thế lực nào đó muốn dìm thị trường crypto ở cái thời điểm này. Và cuối cùng CZ thì lại không đạt được cái mục đích acquire lại FTX, còn Sam thì lại tiếp tục trở lại con đường đi đến phá sản với một cái lỗ hổng 8 tỷ đô. Đó là mình nhìn theo cái hướng lật đổ thông thường của CZ muốn. Còn khi mà mình nhìn theo cái chiều hướng là có mang tính chính trị á, thì mình lại càng thấy, mình cũng thấy là có một cái sự hợp lý ở đây. Thử sâu chuỗi lại nha. CZ là đối thủ của Sam, thì Sam chắc chắn là cũng sẽ coi CZ là một cái đối thủ ở trong thị trường này. Và nếu như mà mình nói không quá, thì Sam có thể coi CZ là một cái gai ở trong mắt của họ. Nếu như mà xét về cái tiềm lực tài chính cộng thêm cái độ phủ về người dùng á, về user á, thì có thể là Sam không đủ khả năng để lật đổ được Binance. Nên có thể Sam đã chọn theo cách là dựa vào chính trị. Thời điểm gần đây thì Sam chi khá nhiều tiền để tài trợ cho đảng Dân Chủ và chạy đua trong cái việc là hợp thức hóa ở Mỹ. Nếu như đạt được một số thỏa thuận đối với đảng Dân Chủ, thì mình nghĩ là Sam sẽ có được một số những cái lợi rất lớn mà Binance của CZ không có được. Mình nghĩ là rõ ràng khả năng cao CZ nhận ra và biết điều này. Và không thể nào mà chúng ta ngồi im mà chúng ta chờ đối thủ đến giết chúng ta được. Và thời điểm vừa rồi có lẽ là thời điểm chín mùi của một cái kế hoạch mà CZ đã dày công chuẩn bị. Thậm chí sau cái sự sụp đổ của FTX á, thì Binance lại tiếp tục nhận được thêm sự chú ý, sự quan tâm và sự tin tưởng từ người dùng. Bởi vì trong những cái lúc khó khăn và nhạy cảm như vậy á, thì CZ lại càng thể hiện cho người dùng thấy Binance là một nơi an toàn và đáng để người dùng tin tưởng, thông qua một số cách như là tuyên bố sẽ bỏ thêm 1 tỷ đô vào kho dự trữ quỹ bảo hiểm của sàn nè, và sẽ sớm công khai cái bằng chứng dự trữ của sàn giao dịch. Và thậm chí nha, CZ còn nhân cơ hội này để mà buộc những sàn khác, những sàn giao dịch khác chứng minh về cái lượng tài sản của người dùng đang gửi lên trên những cái sàn đó. Thực sự bản thân mình thấy CZ rất là cao tay ấn. Thì đây, thì tuần sau mình cũng đang có một cái dự định làm video nói về tham vọng thực sự của CZ là như thế nào. Thì các bạn đừng quên nhấn like và subscribe cho channel Magic Item để không bỏ lỡ video này nha. Nãy giờ thì mình bàn khá là nhiều về những cái giả thuyết âm mưu xoay quanh CZ đằng sau cái sự việc này. Nhưng mà khoan vội tắt video. Mình nghĩ đây là một phần rất là quan trọng, mặc dù có thể là một số bài học mình đã từng nói ở trong cái video sau cái sự sụp đổ của Luna. Nhưng mà có thể là
có vẻ như là nói đi nói lại cũng sẽ không có thừa đâu. Mình nghĩ cái bài học lớn nhất và cũng là một cái bài học đầu tiên mà mình muốn nói đó là về cái sự kỳ vọng và cái hiệu ứng hào quang khi chúng ta đầu tư. Một tâm lý mà mình tin rằng 90% mọi người đều đang mắc phải. Sam rất là giỏi, Sam có rất là nhiều tiền và Sam có rất là nhiều những cái mối quan hệ xung quanh. Mình đồng ý với cái vấn đề này, nhưng mà bạn hãy nhìn thẳng vào vấn đề đi. Một cái mô hình Ponzi vốn dĩ là đã không có tính bền vững rồi mà nó còn bị bại lộ, còn bị tiết lộ ra, nó rất là dễ bị đổ vỡ mà không ai có thể cứu được. Cái bài học thứ hai và cũng là cái bài học mà mình thấy rất rất là nhiều người ta gặp phải, đó là đừng có quy chụp tin xấu là phớt được tung ra để mà những tay to họ gom hàng và họ hợp thức hóa tới cái việc chốt lời của họ. Không, không có hẳn là như vậy đâu. Hãy nhìn thẳng vào vấn đề và cộng thêm những cái yếu tố, những cái điều kiện xung quanh khác để có được một cái nhìn nó khách quan nhất. Trên đây là những cái chia sẻ của mình về cái sự việc vừa rồi ở trong thị trường này. Mình biết á, là tình hình thị trường hiện tại đang làm cho rất là nhiều người ta đang chán nản và muốn rời bỏ hẳn thị trường này. Nhưng nếu như bạn nhìn đến một cái hướng nó tích cực và nó lớn hơn một xíu á, thì vốn dĩ bản chất tình hình kinh tế thế giới nó đã có một xu hướng xấu như vậy rồi. Nếu như bây giờ nè mà bạn tích lũy kinh nghiệm nè và học hỏi tìm tòi, tích lũy thêm kiến thức, thì mình tin là bạn sẽ nhìn vào bức tranh ở trước mắt thay vì là một bức tranh ảm đạm và u tối, đúng không? Thì đó sẽ là một bức tranh đầy cơ hội cho một cái circle, một cái chu kỳ tiếp theo. Mình là Quang Võ và chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.